signed in list. Book. Image clear promo. Limited offer. You type 15k. Double tap. Nearby. Bạn Grab đúng không? Ừ. 4 cây số là khoảng cách từ ngõ Thiên Đức phố Khâm Thiên tới trụ sở của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP phố Kim Mã mà Đào Thu Hương đặt xe công nghệ để đi làm mỗi buổi sáng. Thế nhưng quãng đường để một cô bé mất thị lực hoàn toàn trở thành nhân viên chính thức của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP lại là một hành trình dài, rất dài. Trong hành trình ấy có trở ngại, có nước mắt, có quyết tâm và giờ có cả thành công. Hành trình ấy là của riêng Hương, nhưng có lẽ những khó khăn hay những giọt nước mắt, những quyết tâm hay những thành quả gặt hái được cũng không phải là câu chuyện của riêng Hương. Tôi sinh ra cháu không may bị khiếm thị như vậy thì bắt đầu từ những cái năm lên 3 đến 4 tuổi là trong đầu tôi đã bắt đầu có những cái suy nghĩ lo lắng về tương lai của cháu, làm như thế nào đây để sau này cháu có một cái tương lai tốt đẹp, ít nhất là có một cái công việc có thể tự nuôi sống bản thân mình, không dựa vào ai cả. Thế thì ngay từ lúc bé tôi cũng đã nghĩ đến những cái việc mà người khiếm thị người ta thường thường hay làm, như là xoa bóp bấm huyệt hay là vót tăm. Nhưng mà trước hết thì vẫn phải là xem là cháu có khả năng gì trong cái bước đường mà học hành của cháu. Và cũng may là ông trời, ông ấy không lấy đi của ai tất cả. Năm 1995, lúc đó Hương 10 tuổi, cô Hạnh đã chuyển Hương sang trường Nguyễn Đình Chiểu để học, hòa nhập với các bạn sáng mắt. Suốt 9 năm học phổ thông, học bạ của Hương đều là những điểm 9, điểm 10 và những lời khen, lời động viên chân quý từ các thầy cô giáo từng dạy Hương. Khó khăn nhất là cái giai đoạn mà hết lớp 9 của trường Nguyễn Đình Chiểu, tức là hết cấp 2, thì chuyển vào cấp 3. Thì lúc đó là một cái bước ngoặt mà rất là đáng nhớ trong cuộc đời học sinh của cháu. Thì mặc dù là lúc ấy cháu thi là điểm rất là cao, có thể là đỗ được vào tất cả những cái trường có tiếng của Hà Nội. Thế nhưng mà không nơi nào người ta vui vẻ, người ta đón nhận mà không sẵn sàng tiếp nhận học sinh như thế. Thì cũng rất là may mắn là có một người bạn đưa hai mẹ con đến gặp thầy Văn Như Cương. Thế và thầy cũng quyết định là nhận luôn cho chỉ trong 5-7 phút thôi, không nhiều. Những cái năm đấy, tức là cách đây khoảng 20 năm rồi, đến 20 năm rồi. Thì cái thời đó còn rất là khó khăn và cái định kiến của xã hội rồi là các cái phương tiện nó không được nhiều như bây giờ, kể cả truyền thông. Thế cho nên là cái việc mà để cho cháu tiếp tục được học hành đúng với cái khả năng của mình như mình mong muốn, mà cái ước mơ đấy nó nhiều khi nó thấy sao nó cảm thấy nó khó khăn, mà mình cảm thấy nó buồn, mà nó hoang mang đến như thế. Khoản 1 điều 16 chương 3 pháp lệnh người tàn tật năm 1998 về học văn hóa đối với người tàn tật có nội dung: việc học tập của trẻ em tàn tật được tổ chức thực hiện bằng các hình thức học hòa nhập trong các trường phổ thông, trường chuyên biệt dành cho người tàn tật, cơ sở nuôi dưỡng người tàn tật và tại gia đình. Đào Thu Hương chuyển cấp thời điểm pháp lệnh đã có hiệu lực thi hành được 4 năm, nhưng cũng là thời điểm chưa có tiền lệ. Hương tự tạo ngoại lệ cho mình và cũng cho cả những người khác.
Chị làm biết đường mình về thì cơm cháo thì nên Em là Nghiêm Thu Loan và em sinh năm 1998. Em học khoa truyền thông chuyên nghiệp của trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Ngay từ khi mà em học lớp 6 thì em đã tìm hiểu rất là kỹ về các cái quy định, rồi luật, rồi chính sách để làm thế nào một bạn khiếm thị có thể lên cấp 3 học ở một trường hòa nhập được ấy. Thì em có xem và biết rằng là hoặc là mình sẽ thi, hoặc là mình sẽ được tuyển thẳng nếu như mình có giải quốc gia. Tức là cái quy định đó thì dành chung cho tất cả các bạn học sinh ấy. Khi đó thì em có tham gia khá là nhiều các cuộc thi, như kiểu là cuộc thi sáng tác văn giao lưu Việt Nam Nhật Bản và cuộc thi viết thư quốc tế UBU, tham gia giải thi đấu thể thao toàn quốc vân vân. Với những cái giải thưởng và thành tích như vậy thì em ban đầu em khá là tự tin khi mang hồ sơ đến các trường để nộp. Và cái trường đầu tiên mà em nộp là trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Nhưng mà rất tiếc là cái hồ sơ của em khi đó lại bị từ chối ạ. Với cái lý do là nhà trường không có cách nào để dạy cho một bạn học sinh khiếm thị. Và khi đó thì gia đình em và em đã phải mang hồ sơ đi xin rất nhiều trường trên địa bàn thành phố để mong muốn là em sẽ được một trường nào đó nhận vào học. Phải cỡ trường thứ 8, thứ 10 gì đó. Thì khi đấy em có quen một anh nhà báo khiếm thị ấy. Thì anh có liên hệ với trường Yên Hòa và hỏi cô hiệu trưởng là cái trường hợp của em với những cái thành tích như vậy thì liệu nhà trường có thể tạo điều kiện cho em theo học được không. Và rất là may mắn là em được nhận vào trường Trung học phổ thông Yên Hòa. Và cô có gọi điện lên sở giáo dục và cũng hỏi. Lúc đó thì em nhớ là cô hỏi cũng rất là thẳng thắn luôn ấy. Là ở trong quy định thì được giải quốc gia thì sẽ được tuyển thẳng, vì sao mà cái trường hợp này ở trên sở lại không có phê duyệt cho em về trường Yên Hòa để học. Luật người khuyết tật 2010 là văn bản pháp lý thay thế pháp lệnh người tàn tật 1998, điều 28 về phương thức giáo dục người khuyết tật có quy định. Giáo dục hòa nhập là phương thức giáo dục chủ yếu đối với người khuyết tật. Nhà nước khuyến khích người khuyết tật tham gia học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập. Loan kém Hương 13 tuổi và cũng là học sinh lớp hòa nhập của trường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. Thời điểm Loan vào cấp 3 cũng là thời điểm luật người khuyết tật 2010 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, dù luật đã có thì cô gái này cũng phải đối diện với không ít lời từ chối phũ phàng trước khi bước tiếp được trên con đường tìm kiếm tri thức. Con bảo đứa con của cô là bị ấy thì cô thì nghề cô là gì? Cái giai đoạn hết cấp 3 vào đại học lại là một cái mà mình chăn trở. Người ta không tổ chức cho thi học sinh thi cùng với học sinh bình thường, bởi vì lúc đấy nếu mà thi lại phải một mình một phòng, xong rồi lại bao nhiêu thứ đi kèm, thiết bị rồi giám thị các thứ lằng nhằng. Thế là họ mới bảo không, thế thì thôi không không tổ chức nữa và công nhận là tốt nghiệp loại mà đặc cách thì chỉ tốt nghiệp trung bình thôi, thì mình cũng không chịu. Mà rằng là với cái học bạ như thế này từ lớp 1 cho đến lớp 12 như thế này mà chỉ là tốt nghiệp trung bình thì nó không đúng, ít nhất là nó không khách quan. Thế thì chỉ có một mình tôi thì cứ chả quen ai cả, cứ lên bộ đại học rồi cứ thế này không được thì các anh các đồng chí phải xem xét lại. Thế thì người ta xem xét lại và người ta quyết định là đặc cách nhưng mà tốt nghiệp loại giỏi. Thế nhưng thật ra trong lòng mình vẫn không thích đâu, đặc cách cũng là cái không muốn đâu. Thế nhưng mà sau đấy thì là vào đại học nữa, lại thi đại học nữa, mình làm đơn mình xin thi đại học một cách gọi là bình đẳng như những học sinh bình thường khác cũng không được. Tức là hồi đấy chưa có cái chính sách là học sinh khuyết tật thì được miễn thi đại học như bây giờ. Thế nhưng mà lại rất khó khăn khi người ta muốn học đại học. Lúc đấy em chỉ nghĩ đến thứ nhất là trường sư phạm, tại vì em cũng muốn trở thành cô giáo. Và thứ hai nữa là trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng là nơi đã tiếp nhận một sinh viên khiếm thị khoa ngữ văn.
em luôn luôn sẵn sàng tinh thần là sẽ thi. Lúc đấy là em cũng đã qua 3 kỳ thi thử và mình hoàn toàn tự tin bước vào kỳ thi thật. Nhưng mà thầy nói là thầy có thể tuyển thẳng em vào trường thì mẹ em và em cũng thấy rất là vui. Và thầy bảo cho em có thể tự chọn cái khoa mà em muốn học. Em đi đạt nguyện vọng là em học khoa tiếng Anh. Dạy tiếng Anh thì nó cái điều kiện nó dễ dàng hơn là dạy các môn tự nhiên. Mình không nhìn được học sinh không nhìn thấy mình, không có tương tác mà không viết được bảng. Sau 4 năm thì là sinh viên giỏi rồi thủ khoa xuất sắc và được đi dự cái tuyên dương thủ khoa xuất sắc của các trường đại học trên Hà Nội. Khi mà em học cùng với các bạn như vậy cho đến khi tốt nghiệp, cái thông điệp mà em gửi lại với các bạn cùng lớp em đấy là các bạn ấy sẽ trở thành những giáo viên trong tương lai. Sau này các bạn ấy sẽ không ngần ngại tiếp nhận những học sinh khuyết tật vào lớp của các bạn ý. Em vẫn giữ liên hệ với các thầy cô ở trong khoa. Các thầy cô cũng rất là tự hào có một sinh viên khiếm thị như em. Và sau này khoa tiếng Anh cũng mở cửa để sẵn sàng tiếp nhận những sinh viên khiếm thị khác. Thông tư liên tịch số 42/2013 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, khoản C điều 2 về ưu tiên nhập học và tuyển sinh có quy định. Người khuyết tật đặc biệt nặng được xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng. Hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập ở phổ thông của học sinh, học bạ, tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét và quyết định tuyển thẳng vào học. Thông tư liên tịch này ra đời sau 3 năm Hương tốt nghiệp đại học. Sau cả quãng thời gian Hương được học bổng sang Úc học thạc sĩ. Dường như những chông gai mà Hương phải trải qua để chứng tỏ năng lực học tập đặc biệt của mình thời điểm đó còn nặng nề hơn nhiều lần so với hiện tại. Thế nhưng dù ở hiện tại, để người khiếm thị chứng tỏ năng lực học tập của mình cũng chưa bao giờ dễ dàng dù các quy định luật đã có. Em là Vũ Thị Hải Anh, em sinh năm 2000 và hiện thì em đang là học sinh của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Nguyễn Văn Tố, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Cái việc mà em sắp bước tới một giảng đường đại học nó còn đặt ra trước mắt em rất nhiều thử thách, cũng rất là đắn đo rằng là với những cái ngành mà em chọn học là ngành báo chí thì có cánh cửa ngôi trường nào sẽ đón nhận em hay không. Bởi vì theo như em biết được thì trước đây có một số bạn học sinh khiếm thị cũng đã từng nộp hồ sơ vào ngành báo chí của các trường có ngành này nhưng đều bị từ chối với lý do là sợ các bạn không nhìn thấy và sợ các bạn không đảm bảo được nội dung của môn học. Thế nên là em cũng rất là lo lắng. Đấy là những cái thử thách mà bây giờ nó mới tồn tại trong suy nghĩ của em. Nhưng mà em nghĩ rằng là em sẽ phải đối mặt với nó trong một ngày không xa. Và hy vọng rằng là em sẽ có thể vượt qua những cái thử thách đấy để chinh phục ước mơ của mình. Hải Anh cũng là học sinh bước ra từ môi trường học hòa nhập của trường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. Thế nhưng cô gái này kém may mắn hơn những đàn chị Thu Hương hay Thu Loan khi em đã quá 5 tuổi để có thể được vào một trường cấp 3 công lập tại địa phương. Vì theo quy định của luật, số tuổi nhập học phổ thông của người khuyết tật không quá 3 tuổi. Hải Anh đành chọn nuôi dưỡng tiếp ước mơ của mình bằng những tiết học ngoài giờ của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên Nguyễn Văn Tố, Hà Nội. Bằng những công việc thời vụ để kiếm ra tiền trang trải cuộc sống và cả những hoạt động cộng đồng, những sân chơi riêng dành cho các bạn học sinh, sinh viên khiếm thị. Trong những sân chơi đó, có thể chúng ta bắt gặp những lời bày tỏ vô cùng giản đơn nhưng cháy bỏng của rất nhiều bạn trẻ khiếm thị, chứ không chỉ riêng Hải Anh. Các bạn đã phải khó khăn thế nào, vượt qua chông gai thế nào để xóa bóng tối bằng ánh sáng tri thức? Có lẽ chỉ các bạn hay những người thân yêu đồng hành cùng các bạn là thấu hiểu nhất. Cũng như câu chuyện của luật dành cho người khuyết tật, rõ ràng các bạn học sinh khiếm thị có quyền nộp hồ sơ vào bất cứ ngành học nào ở đại học mà mình mong muốn,
và phù hợp với sức học của mình. Thế nhưng các bạn được nhận hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào ý chí, sự thấu hiểu của phía tiếp nhận hồ sơ. Nhiều khi bật khóc giữa chốn đông người, chẳng ai nghe thấy tôi. Từng niềm tin giã dày, từng giấu đi niềm đam mê giữa cuộc đời. Hiện nay thì trên địa bàn toàn quốc cũng có một số trường đã nhận các bạn học sinh, sinh viên khuyết tật nói chung và khiếm thị nói riêng, ví dụ như là Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Học viện Phụ nữ Việt Nam hay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội và cả Hồ Chí Minh. Một số những cái trường đấy thì rất là mở rộng cánh cửa để đón chào các bạn học sinh, sinh viên khiếm thị tham gia. Nhưng mà cũng có những cái trường khác là bởi vì là người ta cũng đặt ra cái câu hỏi là liệu đối với một đối tượng là người khuyết tật nhìn, không đọc được sách vở, có thể là gặp khó khăn cho cả vấn đề di chuyển và gặp khó khăn trong cuộc sống như vậy thì có đủ cái năng lực để theo học ở cái ngôi trường đại học của họ hay không. Nên là họ cũng rất là trăn trở. Thêm nữa là khi mà đã đỗ đại học rồi thì các bạn cũng sẽ gặp khá là nhiều khó khăn. Một lần nữa cái câu chuyện về thiếu tài liệu sẽ được nhắc lại, bởi vì các bạn sẽ rất là khó để kiếm những cái tài liệu chuyên ngành để học tập. Năm vừa qua thì em có cơ hội được phỏng vấn một số các bạn học sinh, sinh viên mới bước vào cổng trường đại học những năm học đầu tiên. Thì em có hỏi các bạn ấy là thế các bạn ấy bây giờ công nghệ 4.0 rồi thì các bạn đi học, các bạn có gặp khó khăn gì ở phần tìm tài liệu không? Thì các bạn ấy nói với em rằng là các bạn ấy gần như rất khó để xin được tài liệu, vì mỗi thầy cô là một giáo trình riêng và không phải thầy cô nào cũng sẵn sàng để có thể chia sẻ cho chúng em những cái giáo trình đấy, bởi vì đôi khi nó còn liên quan đến cái quyền sở hữu trí tuệ, nó cũng rất là khó. Cái đấy thì thật sự là chúng em cũng không thể trách được các thầy các cô. Thế nhưng mà nó cũng là một trong những cái rào cản khiến cho chúng em không thể tiếp cận hết được với nội dung của bài giảng. Làm một phép so sánh, người sáng mắt đi học khó khăn 1, người khiếm thị đi học sẽ khó khăn 5, thậm chí 10. Học ở đâu đã là một thử thách vô cùng lớn. Thế nhưng khi tìm được nơi học rồi, lại phải đối diện với câu hỏi, học bằng cái gì? Người sáng mắt có thể mua một quyển sách dễ dàng, nhưng người khiếm thị chỉ có thể nghe và chỉ có thể sờ. Đúng là có rất nhiều nguyên nhân đối với những người khuyết tật họ có thể bỏ học giữa chừng. Một trong số đó là vì khi mà càng lên lớp cao thì tài liệu học tập càng khan hiếm. Viện Marrakesh được thực thi ở Việt Nam thì cái vấn đề bản quyền đối với những sách học liệu của học sinh, sinh viên khiếm thị nó cũng không còn là rào cản nữa. Cái việc chuyển đổi rồi phân phối nó sẽ được thuận lợi hơn. Và điều đó cũng có nghĩa là học sinh, sinh viên sẽ có nhiều tài liệu hơn cho phục vụ cho cái công việc học tập của mình. Hiệp ước Marrakesh của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO được thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2013, tạo điều kiện tiếp cận các tác phẩm đã xuất bản cho người mù, người khiếm thị, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường. Đây là phần bổ sung mới nhất cho nội dung của các điều ước quốc tế về quyền tác giả do WIPO quản lý. Hiệp ước Marrakesh bắt đầu có hiệu lực vào ngày 30 tháng 9 năm 2016 và tính đến tháng 10 năm 2018 đã có 45 bên ký kết hiệp ước, bao gồm 70 quốc gia. Việt Nam tham gia hiệp ước cuối năm 2022. Cái mà thôi thúc em nhất khi mà em ứng tuyển chính là UNDP đang muốn hỗ trợ cho Việt Nam gia nhập Hiệp ước Marrakesh, và em đã đỗ vào vị trí này vào tháng 5 năm 2019.
Tại cái thời điểm mà em bắt đầu tiếp nhận dự án để vận động Việt Nam gia nhập Hiệp ước Marrakech, thì lúc đó UNDP đã phối hợp với Hội Người Mù Thế Giới là một cái đánh giá khoảng trống giữa khung pháp lý của Việt Nam và Hiệp ước Marrakech. Trước tiên, làm thế nào để nó tương thích với Hiệp ước Marrakech, và sau đó thì mới có thể sẵn sàng gia nhập Hiệp ước Marrakech. Trong 3 năm, từ năm 2019 đến năm 2022, UNDP đã làm việc cùng với Hội Người Mù Việt Nam và Cục Bản quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra được luật sở hữu trí tuệ tương thích với Hiệp ước Marrakech. Đấy là cái tiền đề để mà Việt Nam gia nhập Hiệp ước Marrakech vào cuối năm 2022. Điểm Y khoản 1 điều 25 luật sở hữu trí tuệ ban hành năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 và năm 2019 có quy định, một trong các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút thù lao, là chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15-2022 đã bổ sung điều 25A, các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả dành cho người khuyết tật. Trong đó có 6 khoản cụ thể nhấn mạnh việc chuyển đổi các tác phẩm chữ in sang định dạng dễ tiếp cận như sách chữ to, sách kỹ thuật số, sách nói, thay vì chỉ quy định là chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác như các văn bản luật cũ. Một sự sửa đổi luật có thể đánh giá là bước ngoặt cho cộng đồng người khiếm thị nói riêng, cũng như người khó tiếp cận chữ in nói chung trên con đường tìm kiếm tri thức. Trong dấu ấn này, Đào Thu Hương đã đem năng lực, kinh nghiệm của bản thân để nỗ lực hành động vì cộng đồng của mình. Bởi hơn ai hết, cô gái giỏi giang này hiểu rất rõ những khó khăn mà Hương từng trải sẽ luôn là những khó khăn mà nhiều thế hệ sau vẫn phải đối mặt. What the Marrakesh Treaty has allowed us to do is actually quite revolutionary because it has... Điều mà Hiệp ước Marrakesh đã cho phép chúng tôi làm thực sự mang tính cách mạng, vì nó cho phép những người không có khả năng đọc chữ in cũng như người khiếm thị tiếp cận những cuốn sách mà trước đây họ không thể tiếp cận được. Nó sẽ cho phép họ có thể có sách ở định dạng dễ tiếp cận mà không cần phải đến gặp tác giả hoặc các nhà xuất bản để xin phép hợp pháp. Nó cũng sẽ giúp những người đang xuất bản có thể trình bày tài liệu ở dạng dễ tiếp cận và cung cấp cho họ khả năng sản xuất tài liệu đó. Và một điều nữa là những người khiếm thị giờ đây sẽ có thể truy cập thư viện của các quốc gia thành viên của Hiệp ước, để sau đó họ có nhiều tài liệu hơn mà họ có thể truy cập. Chẳng hạn như ở Ấn Độ, nơi mà hiệp ước này đã thay đổi từ 500 cuốn sách, người khuyết tật chỉ có khoảng 500 cuốn sách mà thôi, đến nay đã là hàng triệu, hơn 5 triệu cuốn sách. Bởi vì bây giờ họ có quyền truy cập vào các thư viện công cộng của các quốc gia thành viên đã tham gia ký kết Hiệp ước Marrakesh. Vừa rồi thì Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ vào tháng 6 năm 2022. Và trong đó thì có những quy định về bản quyền đã phù hợp với nội dung của Hiệp ước Marrakesh. Điều bây giờ rất cần thiết đó là có các cái nghị định, các văn bản để hướng dẫn cùng với việc thực hiện luật cũng như là Hiệp ước Marrakesh. Thì tôi nghĩ rằng việc mà nhà nước cần có cái sự phân bổ về tài chính cũng như là về các cái nguồn lực khác để mà tạo ra những cái tác phẩm ở định dạng dễ tiếp cận từ chữ nổi, từ audio, từ văn bản điện tử vân vân cho người khiếm thị và những người không có đọc được chữ in là rất cần thiết. Bởi vì dù chúng ta có cơ chế nhưng mà nếu mà không có cái nguồn lực để thực hiện thì cũng rất là khó khăn. Cái cơ hội là một phần nhưng mà phải tạo ra được những cái sản phẩm rất cụ thể để mà cho người khiếm thị có thể tiếp cận được. Thì hiện nay chúng ta lại đang thiếu kinh phí và cũng lại thiếu cả một cái sự quan tâm chung của xã hội. Bởi vì để mà tạo ra được những các cái sách chữ nổi như này thì đòi hỏi có một cái nguồn kinh phí lớn mà lại phải có những thiết bị chuyên dụng. Tôi lấy ví dụ như một quyển sách nhỏ như này, nhưng mà khi mà chúng ta tạo thành sách chữ nổi thì nó sẽ gấp 4, gấp 5 lần. Thế còn cái thứ hai nữa là sách nói. Thế nhưng mà sách nói nó có một cái nhược điểm, tức là nó chỉ truyền tải được cái nội dung về ngôn ngữ thôi. Thế còn bây giờ ví dụ như sách mà hình học chẳng hạn, hình tam giác, hình chữ nhật hay là những hình khác để mà có thể
miêu tả được một cách đầy đủ thì cái lời nói đấy nó lại không thể truyền tải hết. Thế cho nên ở đây thì khi mà để mà tạo ra cái sách cho những người khiếm thị thì nó lại đòi hỏi một cái điều, tức là nó phải phù hợp với từng loại sách và từng đối tượng bạn đọc nữa. Đấy, thế chính vì thế cho nên là cái này nó cũng là một cái sự đòi hỏi rất là công phu. Hiệp ước Marrakesh hay luật sở hữu trí tuệ đi vào cuộc sống sẽ mở ra những hy vọng trong thời gian tới. Nhưng chắc chắn không thể xóa đi hết nỗi lo của cộng đồng người khiếm thị nói riêng, mà khi con đường thực hiện phía trước vẫn còn nhiều gian truân. Đúng như bà Ngà chia sẻ, để tạo ra một cuốn sách dành cho người khiếm thị vô cùng công phu, nhất là khi cuốn sách đó vừa nhiều hình, vừa nhiều chữ. Thiếu sách giáo khoa chữ nổi, học sinh khiếm thị gặp khó. Đề nghị cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh khiếm thị. Chưa có đơn vị cung cấp sách giáo khoa chữ nổi. Vẫn chờ đợi sách giáo khoa cho trẻ khuyết tật. Hàng loạt tít bài báo xuất hiện sau cuộc làm việc của đoàn giám sát việc thực hiện nghị quyết số 88/2014 và nghị quyết 51/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông với trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội ngày 10 tháng 3 vừa qua. Trong cuộc giám sát này, lãnh đạo nhà trường cho biết do chưa có đơn vị cung cấp sách giáo khoa chữ nổi cho học sinh khiếm thị, nên việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho đối tượng học sinh khuyết tật đang gặp khó khăn. Cho tới thời điểm này, khi mà năm học 2022-2023 sắp kết thúc, sách giáo khoa chữ nổi theo chương trình giáo dục mới đến được tay các em học sinh của trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu với số lượng rất hạn chế về đầu mục. Và khi cái nôi của học sinh khiếm thị đã khó, thì các trung tâm giáo dục chuyên biệt, trung tâm giáo dục thường xuyên hay những cơ sở giáo dục bình thường có sự tham gia của học sinh khiếm thị lại càng khó. Các cụ thì vẫn nói là chăm nghe thì không bằng một thấy. Cái việc mà các con không nhìn thấy thì đấy là một cái sự thiệt thòi rồi, rất lớn rồi. Huống chi là khi mà mình phải cảm nhận, ví dụ người mắt sáng thì sẽ cảm nhận một cách tổng quan. Khi người ta quan sát một cái, người ta sẽ có một cái tư duy tổng quan. Còn đối với các con học sinh mà mắt kém hay là khiếm thị đấy, thì cái sự tư duy tổng quan nó sẽ có sau, khi mà mình sẽ được cảm nhận các cái chi tiết, sau đó thì lúc đấy sẽ có cái tư duy tổng quan. Thế thì việc học mà không có sách thì quá khó. Chúng tôi khắc phục bằng các cái việc là mình mua sách mắt sáng về đọc cho con nghe, sau đó hoặc là mình lúc nào mình có thời gian thì mình sẽ ghi âm lại một cái bài đọc, sau đó thì cho con nghe, nghe như kiểu sách nói. Thế là các cái tính toán thì nó khó hơn rất là nhiều. Ví dụ các cái biểu đồ, các cái mô hình, các con mình có trí nhớ rất là tốt, hầu như là như thế. Cái khả năng ghi nhớ rất là tốt thì cộng với cái việc sờ sách và ghi ra thì nó làm cho cái việc nhớ rất là nhanh và rất là sâu hơn. Để chuyển đổi một quyển sách giáo khoa chữ sáng sang chữ nổi, chúng tôi phải làm nhiều công đoạn. Bước thứ nhất là chúng tôi đánh chữ nổi, toàn bộ phần chữ của sách chuyển sang chữ nổi. Và trong quyển sách thì có rất nhiều hình. Và cái phần hình này chúng tôi cũng phải chuyển sang hình nổi. Để mà làm một cái hình bản đồ như này, chúng tôi là phải in cái bản đồ này ra, cắt dán để tất cả những cái chi tiết từ cái đường kinh tuyến, vị tuyến, rồi các cái đường biên giới đấy, các châu lục là phải nổi hết lên. Cái quyển sách đầu tiên chúng tôi làm là quyển lớp 6. Quyển lớp 6 là làm bắt đầu từ tháng 6, cũng phải đến tháng 5 sang năm, gần một năm. Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi mà chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì đã triển khai trên thực tế được 3 năm rồi, nhưng học sinh khiếm thị thì vẫn chưa có đủ sách giáo khoa chữ nổi. Pháp luật về chăm sóc và bảo vệ trẻ em, trong đó có luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành, rồi luật người khuyết tật, rồi luật giáo dục 2019 thì cũng quy định khá cụ thể các phương tiện hỗ trợ học tập cho trẻ khuyết tật được tham gia giáo dục. Và những cái quy định này thì cũng đã được thể hiện trong nghị quyết 88 của Quốc hội, cụ thể hóa trong cái quyết định 404 của Chính phủ về phê duyệt cái đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa.
Trong cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ có một cái quy định rất là đáng lưu ý, đó là cái việc dành 778,8 tỷ đồng cho một số nội dung. Và trong đó thì có một nội dung là cung cấp sách giáo khoa cho người khuyết tật. Tôi cho rằng là các quy định của pháp luật cũng như là các văn bản hướng dẫn thi hành đã khá là đầy đủ. Cái vấn đề còn lại chỉ là cái khâu tổ chức thực hiện và cái việc bố trí kinh phí cho việc thực hiện cái chính sách này. Ngày hôm nay, chúng tôi cùng Hương về thăm lại ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội. Trong một tiết học tiếng Anh của trường khi mà gần kết thúc học kỳ 2 năm học 2022-2023, học sinh mắt sáng đã có sách, học sinh khiếm thị vẫn chưa có sách. Hương không thể nhìn được bằng mắt hình ảnh mà chúng tôi nhìn thấy, nhưng Hương có thể nghe bằng tai và bằng những tích lũy trên hành trình kỳ diệu của mình. Dù ở quá khứ hay hiện tại, Hương của những năm tháng học trò hay một bạn nhỏ khiếm thị bất kỳ nào đang ngồi trên ghế nhà trường đều sẽ có những khó khăn riêng mình, mà đôi khi khó khăn ấy lại do cơ chế tạo ra. Vượt qua được hay không, chạm vào thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của bản thân của người khiếm thị. Và chắc chắn những nỗ lực ấy phải gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp nhiều lần của người sống. Là người mù mà không hèn không kém đâu. Nếu được tạo điều kiện thì các em cũng có những thành tựu của bản thân khá lớn, mà đồng thời là không phải là gánh nặng của gia đình, của xã hội đâu. Trường tạo điều kiện, gia đình tạo điều kiện, người xã hội tạo điều kiện, nhưng một cái điều không thể thiếu được là này là cái nghị lực của các em. Mà rõ ràng là các em có nghị lực, các em có khả năng vươn lên. Lời của thầy Thắng, một người thầy khiếm thị đã gắn bó cả cuộc đời với ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu và cũng là người chứng kiến quá trình trưởng thành của hàng chục lứa học sinh bước ra từ ngôi trường này, dường như đã giải đáp cho mọi trăn trở của chúng tôi trong suốt những ngày đồng hành cùng Đào Thu Hương. Hương đã nỗ lực, đã vươn lên, đã thành công và giờ Hương đã có hạnh phúc của riêng mình. Câu chuyện của Hương đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều điều tích cực, lạc quan trước cuộc sống và cho chúng tôi cả những góc nhìn quý giá mà trước đây chúng tôi khó có thể hình dung.